nếu như hai hoặc hơn hai người chúng ta là hợp nhất được với nhau thì chúng ta sẽ sử dụng được cái gọi là miền trí tuệ vô hạn. Miền trí tuệ vô hạn này nó là sự hợp nhất giữa hai tiềm thức. Mà tiềm thức ấy, theo như thầy Sabatier Leblon đã nghiên cứu và các nhà khoa học chỉ ra là chúng ta, cái não bộ của chúng ta nó có hai cái phần. Phần thứ nhất là phần ý thức và phần thứ hai là tiềm thức. Đấy, đây là ý thức này. Và phần thứ hai là phần tiềm thức. Phần ý thức, chẳng hạn, đây là màu đỏ. Chúng ta nhận thức được cái này là màu đỏ. Màu gì các anh chị? Màu đỏ. Chúng ta ý thức được là chúng ta rèn luyện sức khỏe. Là chúng ta muốn có sức khỏe tốt thì chúng ta phải là gì? Phải tập thể dục. Phải ăn healthy. Phải ăn làm sao cho nó thật sự là gì? Lành mạnh. Yes or yes? Chúng ta ý thức được rằng là muốn tập thể dục thì chúng ta phải làm sao là kỷ luật với chúng ta. Chúng ta phải dậy sớm này. Chúng ta phải làm thế nào để dành ra ít nhất tối thiểu 30 phút một ngày này. Mặc dù chúng ta mong muốn là như vậy, mong muốn là cơ thể chúng ta là khỏe mạnh. Bao nhiêu trong số các anh chị mong muốn cơ thể gọn nhẹ và khỏe mạnh, giơ tay và nói tôi. Và bao nhiêu trong số các anh chị đồng ý với tôi rằng là chúng ta ý thức được rằng nếu muốn cơ thể gọn nhẹ, không muốn béo phì thì chúng ta cần phải tập thể dục và ăn uống healthy, tức là ăn uống lành mạnh, giơ tay và nói tôi. Ấy thế mà một số những người chúng ta đặt ra mục tiêu là như vậy, đặt ra mục tiêu này, đặt ra mục tiêu kia. Mai là em phải dậy từ 5 giờ sáng để em dậy tập thể dục. Thế nhưng mà đặt đồng hồ 5 giờ sáng, sau đó các anh chị thấy đồng hồ chuông reo thì các anh chị làm gì, các anh chị biết không? Thế là bắt đầu là bỏ ra lại tắt và lại tiếp tục lại gì? Ngủ tiếp. Hôm nay thôi mai, đúng không? Thôi để mai mà, để ngày kia mà. Hay là các anh chị là đặt ra mục tiêu là ăn uống làm sao là healthy, ăn uống làm thế nào đấy để cho nó rất là gì, là lành mạnh. Thế nhưng mà mình lại có cái món nghiện là nghiện sô cô la chẳng hạn, hay nghiện cái gì đấy là bánh KFC chẳng hạn. Thế là cứ thấy thế lại là không hiểu tại sao, đầu thì bảo là phải là không được ăn nhưng mà tay thì lại cứ sờ và miệng thì vẫn tiếp tục làm sao là nhai và nuốt. Yes or yes? Có hay không ạ? Và đấy vì sao các bạn biết không? Đó là bạn làm theo thói quen. Đó là bạn làm theo những cái gọi là cái là bản năng. Và cái bản năng và cái thói quen đấy là nó chính là cái ở trong sâu trong tiềm thức của bạn. Những cái thứ mà nó đã hình thành cái thói quen và nó đã hình thành cái tính cách của bạn ấy là cái gọi là gì? Là cái khó thay đổi. Nhưng bạn hoàn toàn có thể thay đổi được nó. Yes or yes? Vâng, vì vậy cho nên tôi nói các bạn là gì? Là cái tiềm thức này ấy, nó có cái mức độ lớn hơn 10.000 lần so với cái ý thức. Vậy thì chúng ta phải bắt đầu từ cái mong muốn của ý thức này này. Sau đó chúng ta gửi cái mong muốn đấy xuống tiềm thức này. Tôi gọi nó là gì? Gửi ước mơ, xây dựng mục tiêu, đặt ra những các cái khát vọng, cái ý chí. Và cái này bạn phải nung nấu ngày đêm để cho nó hằn vào trong cái tiềm thức này này. Một cái gọi là vết hằn. Và các nhà khoa học phân tích là gì? Nếu chúng ta không để lại cái vết hằn thật sâu đậm ở trong cái tiềm thức chúng ta thì nó sẽ không thể nào mà thay đổi được cái gọi là thói quen của chúng ta. Nó chỉ trừ khi là chúng ta phải như thế này này. Chẳng hạn là chị Cao Hằng. Chị Cao Hằng chị là có một cái là mong muốn làm sao để được hạnh phúc. Chị Cao Hằng là một thành viên Platinum của tôi. Chị mong muốn trở thành một người hạnh phúc và giàu có. Chị có một đứa con mà chị rất tự hào về một người con trai của mình. Và chị muốn làm sao con chị phải thực xứng đáng có một cuộc sống tuyệt vời. Và phải làm sao lo được cho con đi học ở những trường này trường kia. Và chị là người bán cá ở một cái sạp cá, quầy cá ở chợ Yên Sở. Chị trước khi đến học với tôi cách đây 3 năm thì chị chỉ có là gì? Một trợ lý, tức là một người giúp việc cho chị là bán ở chợ đấy. Và chợ Yên Sở là một chợ ở Hà Nội, chợ đầu mối Hà Nội, bán cả ngày lẫn đêm. Và chị một năm chị bán được khoảng tầm 20 tỷ cái thời điểm đó. Và chị ấy phải bán thậm chí 20 tiếng trong một ngày, ngủ được 4 tiếng. Tức là lúc đấy là chị rất là máu lửa như vậy. Thế nhưng mà chị bảo là em không thể làm theo cách này mãi được. Em không thể làm theo cách này mãi được. Và chị biết đến thầy Tô Nhật.
Sau đó thì chị bảo là bây giờ em phải làm một cách khác. Tức là chị có một ý muốn, gửi lên một ý nguyện là chị muốn giàu có, chị muốn có thời gian cho bản thân, chị phải làm nào để cho con mình tự hào về bản thân mình. Thế mà chị bắt đầu, chị đến học tôi. À. Chị đến học tôi thì sau đó rồi chị muốn là thay đổi, và chính nhờ cái ý thức là muốn giàu có này, muốn làm sao thịnh vượng này, muốn giúp cho con tự hào về mình này. Nhưng mà chị lại không muốn làm theo cách hiện tại. Như vậy là chị gửi vào đây và chị chăn trở làm thế nào được đấy. Và cái chăn trở này nó tạo ra cái cảm xúc là chị phải thay đổi theo cái cách của mình, phải thay đổi cách khác. Thế và sau khi chị vào Platinum và đi học các chương trình của tôi thì chị không làm theo cách gọi là cách cũ, tức là chỉ có chị với lại người trợ lý kia nữa, và chị đã thành lập ra đội nhóm của chị. Chị thành lập ra một cái đội nhóm của chị là gồm có 8 người. Lúc đó là chị là chia ra 2 ca, một ca cho chị Nga và một ca là cho một anh nào đấy, tôi quên tên là Mạnh hay là tên Đoàn gì đấy. Mỗi ca 4 người và 12 tiếng một ca, và chị rút ra khỏi cái là công việc bán hàng trực tiếp, và chị đào tạo huấn luyện cho các bạn ấy bán hàng thay cho chị ấy. Và sau đó rồi chị bắt đầu là đi là tiếp tục cái hành trình mở ra một cái gọi là Chocavi, gọi là chợ cá Việt, chuỗi chợ cá Việt. Thế và từ doanh số 20 tỷ đó, và từ một con người là cứ phải là bán trực tiếp ở ngoài chợ Yên Sở là 20 tiếng một ngày hoặc 18 tiếng một ngày, thì chị đã rút ra khỏi chợ Yên Sở, để lại chợ Yên Sở cho 8 người kia, và cộng thêm cái Chocavi của chị ấy. Và cách đây khoảng tầm 5 tháng tôi được chị mời xuống để cố vấn tiếp, thì doanh số của chị là đã tăng lên là bao nhiêu các anh chị biết không? Là gần 300 tỷ. Các anh chị hãy cho một tràng pháo tay để đi. Gần 300 tỷ. Và điều đấy để tôi nói với các bạn rằng là đấy chính là những cái là thay đổi cách làm nhưng không thay đổi mục tiêu. Yes or yes? Chị muốn giàu có cho nên chị mới đi bán cá vất vả như vậy. Chị muốn cho con chị tự hào về chị ấy, và chị muốn lo cho con chị. Như vậy cái khát khao đấy là nó xuất phát từ cái ý thức này. Nhưng cái ý thức này chị phải làm sao phải tạo ra một cái cảm xúc đủ mạnh và đưa nó vào trong cái tiềm thức này. Thì lúc đó chị bắt đầu chị mới thực thi là tìm ra giải pháp mới. Yeah. Và có quay trở lại cái việc là bây giờ là tôi đang nói về cái trí tuệ ưu tú. Thế trí tuệ ưu tú ấy, thì nếu hai vợ chồng mà hợp nhất lại được cái tiềm thức với nhau ấy, các bạn ạ, cùng ước mơ, cùng ý chí, cùng khát vọng, cùng cảm xúc, thì tự nhiên là mọi việc sẽ thay đổi. Mọi việc sẽ thay đổi. Và trong phạm vi khoảng hơn 6 năm qua, cuộc sống của vợ chồng tôi là tôi chưa bao giờ cảm thấy viên mãn như bây giờ. Thưa các chị, tôi chưa bao giờ tôi cảm thấy viên mãn. Và cũng nhờ như vậy cho nên chúng tôi rất yên tâm và tin yêu nhau. Chúng tôi cảm thấy rất là tuyệt vời về không chỉ là hạnh phúc là của vợ chồng mà cũng các lan tỏa sang các con. Hôm vừa rồi mẹ có hỏi con gái đầu của tôi, tức là mẹ cháu hỏi con gái đầu của tôi là con ơi, thế con thử nói một vài cái điều để mẹ biết là mẹ có cái gì tích cực để mẹ còn hạnh phúc. Cái con gái đầu tôi năm nay cháu 12 tuổi. Cháu Thùy Trân mới nói là mẹ xinh đẹp này, mẹ có công ty mà mẹ ảnh hưởng này, thế rồi mẹ có gia đình nhà bên nội bên ngoại đều rất là yêu thương này, đó. Rồi mẹ có một người rể rể tốt này, rể tốt tức là một người bố tức là bạn ấy nói là một người rể tốt. Thế và tất cả những cái điều đấy hóa ra là con trẻ tuy không nói ra nhưng các con đều cảm thụ được. Yes or yes? Và đặc biệt là về những các cái mục tiêu vợ chồng thống nhất với nhau và sẻ chia với nhau, và điều đấy khiến cho chúng tôi đi rất nhanh. Chúng tôi đi rất nhanh, đi cả về kinh tế, đúng không? Là 6 năm vừa rồi của chúng tôi thì nó khác hẳn so với lại 6 năm rưỡi, gấp không biết bao nhiêu là lần, tôi không thể đo lường được. Mà cái điều mà không thể đo lường được đó là hạnh phúc lứa đôi, đúng không? Và thuận vợ, thuận chồng, tát bể đồng cũng cả. Và tôi sau khi tôi chia sẻ việc này với lại một số học viên của tôi thì tôi thấy rằng là gì? Là rất nhiều học viên của tôi đã mang vợ, mang chồng đi học cùng nhau.
Bao nhiêu trong số các anh chị học viên ở đây đã trải nghiệm cái điều đó và đã hạnh phúc hơn giữa hai vợ chồng mình giơ tay lên. Đó, thấy chưa? Đây là anh Huấn đứng lên cái. Và đây anh Huấn quay trở lại cho mình. Thank you. Và cảm ơn anh Huấn. Anh Huấn là một ví dụ điển hình. Anh Huấn là chủ tịch của bên chỗ Chính Nam Holding ở trong Đồng Nai, cũng là học trò và Platinum của tôi. Anh Huấn hiện nay là cũng có hàng trăm lao động. Và trước khi anh Huấn vào Platinum của tôi thì hai vợ chồng cũng xảy ra những hoàn cảnh tương tự. Nhiều khi chồng thì muốn đầu tư, chồng thì muốn làm sao là phải làm sao sắp xếp team đội như thế này như thế kia. Nhưng mà chị tưởng vợ của chị lại là theo cái cách nghĩ khác. Hai vợ chồng rất yêu thương nhau nhưng mà cái cách nghĩ khác nhau khiến cho nhiều lúc anh Huấn cũng bị chùn chân lại. Anh Huấn không dám mạnh mẽ lên nữa. Vì sao tôi lại hiểu rất sâu điều đó? Chính anh Huấn, chị tưởng là tôi coaching cho mà. Thì sau khi hai vợ chồng là đi học tôi cả, mà trước đấy thì chị tưởng chả bao giờ đi học. Anh Huấn thì cũng chịu khó nhưng mà chị tưởng chả bao giờ đi học cả. Nhưng mà sau khi mà chị tưởng trong cái thời kỳ Covid thì chị tưởng nấu nướng cơm nước trong bếp, nghe tôi chia sẻ trên online, anh Huấn ngồi học. Thế là chị tưởng cứ chạy ra chạy vào là xem đường sau lưng của chồng. Thế thấy hay, bắt đầu hai vợ chồng mới ngồi học. Thế mà từ khi đó trở đi thì hai vợ chồng học các khóa của tôi. Cả hai vợ chồng đều học các khóa của tôi. Và cuộc sống của anh Huấn bây giờ là hai vợ chồng rất đồng thuận với nhau, rất là tuyệt vời với nhau. Và hôm vừa rồi anh Huấn có chia sẻ là thưa thầy, là từ lúc mà em vào Platinum của thầy đến bây giờ là hai vợ chồng em cực kỳ hạnh phúc. Và đấy là cái điều em lớn nhất mà em đạt được. Mà điều lớn thứ hai mà em đạt được đó là gì? Là chỉ trong phạm vi 8 tháng đó, kể từ lúc em đến với thầy và vợ chồng em đến thầy, tài sản của em bằng cả 7 năm cộng lại. Các anh chị thấy tuyệt vời không ạ? Và thưa các chị là anh Huấn là hiện nay doanh số của anh ấy năm nay khoảng tầm gần 300 tỷ. Nếu mà theo cái đà thì khoảng gần 300 tỷ. Năm ngoái là 150 tỷ. Năm nay dự kiến anh ấy khoảng tầm khoảng gần 300 tỷ. Và đấy cũng nhờ vào điều đầu tiên là phải từ vấn đề hai vợ chồng anh ấy hợp nhất với nhau tuyệt vời. Sau nữa là anh ấy bắt đầu là hợp nhất đội nhóm. Phải không anh Huấn? Và đó chính là cái mà tôi muốn nói các anh chị hiện nay có vợ, có chồng. Nếu mà bạn mà từng nghe câu nói ấy, mọi sự thành công của những người đàn ông vĩ đại đều có một bóng hình của người phụ nữ đằng sau. Yes or yes? Và cũng ngược trở lại, mọi sự thành công của những người vợ vĩ đại cũng đều có bóng dáng của một cái quý ông đằng sau. Tôi muốn chúng ta hãy dành cho nhau một tràng pháo tay thật lớn nữa.